nơi sản xuất và làm việc của GoCat sẽ như thế nào? Chào ba mẹ. Hôm nay con kết giới thiệu với ba mẹ cơ sở trực tiếp tại 36 Vạn Phúc của con kết. Thì con kết hình thành từ năm 2014 và trước thì bên mình chủ yếu là bán xỉ nhiều nên mình không tham gia trực tiếp làm nhiều video và giới thiệu trực tiếp cho ba mẹ. Thì hôm nay là cơ sở mới chuyển đến từ 36 Vạn Phúc thì mình làm một video giới thiệu trực tiếp với ba mẹ về cái cơ sở vật chất của con kết tại 36 Vạn Phúc và này nhé. Thì hiện tại ở đây mình đang có hai khu phức hợp, một là khu sản xuất, hai nữa là khu về trưng bày sản phẩm và kho hàng. Thì đây hiện tại là mình sẽ giới thiệu với lại ba mẹ về cái khu sản xuất của bên mình trước ạ. Mời mẹ đi theo mình nha. Đây, đây là khu sản xuất của bên mình. Hiện tại là vào đang vào làm việc và bên mình vào thì khi mà ba mẹ vào thì sẽ nhìn thấy một cái xưởng như thế này ạ. Và tất cả gỗ của bên mình sẽ bày ở bên ngoài này. Đó. Đây là khu gỗ, xong này là khu sản xuất. Hiện tại bên mình đang sản xuất hai mặt hàng, một là mặt hàng nội thất cho trẻ em và hai là mặt hàng cho người lớn. Thì hôm nay là đang làm công trình cho người lớn đây ạ. Khi mà ba mẹ vào thì sẽ nhìn thấy biển như này nhá. Đây là khu vực mà sản xuất bên đó. Còn bây giờ xin mời ba mẹ đi sang bên này là khu vực mà bên mình chứa kho hàng và để trưng bày giới thiệu sản phẩm. Đi theo mình nhé. Đây, khi mà ve lại đi vào thì đi vào sâu một đoạn sẽ thấy biển như thế này. Đây là cái khu vực mà bên mình làm kho chứa hàng. Thì ở đây là bao gồm tất cả những cái mặt hàng cho giường trẻ em, cũ trẻ em và những cái mặt hàng phụ kiện bên mình đều để rất là trong này. Đây là anh em đang chuẩn bị hàng để đóng hàng đi cho khách ạ. Rồi, thì cái quy trình của bên mình là anh em sẽ chuẩn bị hàng ở bên ngoài như thế này và bắt đầu tới khi mà hàng được kiểm kê nó chuẩn kỹ thuật và chuẩn thông số rồi thì bắt đầu mới đóng vào bìa để đi ạ. Đây là cái khu vực chứa hàng bên mình nhé anh em nhé, à, ba mẹ nhé. Khu vực tất cả bên mình nó đều được khô sơ như này đó. Thì khi mà hàng về kho như này thì bên mình bắt đầu mới kiểm tra kỹ thuật và bắt đầu mới đóng hàng vào. Đây là mặt hàng đến là cũ này, đây ạ, cũ này, đường này, đó. Thì khi mà ba mẹ đến với lại 36 Vạn Phúc thì ba mẹ sẽ gặp luôn cả xưởng sản xuất của bên mình, đồng thời nó là cái kho chứa hàng luôn ở bên này luôn. Đây là cái kho chứa hàng đồ gỗ nha ba mẹ nhé. Và đây mà vào mời ba mẹ vào xem cái phòng mà bên mình chuyên để cắt may những cái sản phẩm phụ kiện nó sẽ như thế nào ạ. Đây ạ. Và đây là phòng bên phòng cắt may bên mình. Thì tất cả vải là sẽ được lấy về đây, tập kết về đây. Và khi mà có đơn hàng thì các chị em ở dưới này bắt đầu mới ra và tạo ra những cái mẫu quay ga mà mình hay làm video cho ba mẹ xem đấy ạ. Và bây giờ con kết mời ba mẹ lên xem phòng trưng bày sản phẩm của con kết tại kho này luôn nhé. Tại showroom này, tại trong kho này thì con kết có bố trí một vị trí để trưng bày những sản phẩm mà con kết bán thường xuyên. Thì ở đây nó có những cái sản phẩm chủ đạo như là giường ngôi nhà này, cái giường ghép này đang là dòng giường bán tốt nhất này ba mẹ này, giường ghép này ghép sát cái này giường của ba mẹ luôn. Đó rồi là bàn học đấy ạ. Riêng cái dòng bàn học này là bên con kết nhập khẩu nha ba mẹ nhé. Còn con kết này, con kết không sản xuất được theo cái mẫu in này của bên Trung Quốc nên là hàng này được nhập khẩu nội địa Trung Quốc. Và ngoài ra thì ở đây nó có những cái dòng sản phẩm cho ba mẹ xem được thực tế, đó là cái cụi keo dài này đó, rồi là cái cụi gập gọn này, là những dòng sản phẩm mà chủ đạo của bên con kết, đồng thời đó là những cái gối đó. Tất cả những cái gối cho trẻ sơ sinh thì nó sẽ đi theo cái giấc ngủ cho trẻ sơ sinh là bên con kết trưng bày đầy đủ ở đây. Thì khi mà ba mẹ đến với lại 36 Vạn Phúc thì sẽ xem được cả xưởng này, cả khu dưới là khu kho để chứa hàng này, và khu vực ở trên này là có những cái mẫu mà cho ba mẹ xem được thực tế đó. Thì tại sao mà con kết lại chỉ bố trí một cái khu vực nhỏ nhỏ như này để làm phòng trưng bày thôi? Thì một là cái vấn đề về tiết kiệm chi phí,
thì tất cả những cái mà marketing GoCat làm nó đều là thực tế và không cộng vào giá thành sản phẩm đó. Nếu như bây giờ mình làm thêm một cái showroom bên ngoài thì cái chi phí nó rất là lớn, và khi mà cái chi phí nó lớn thì đồng thời phải đẩy cái giá thành sản phẩm lên rất là cao, nên là cái quy trình của GoCat làm ấy là luôn đi kho thì sẽ đi liền cùng với lại cái nơi mà trưng bày sản phẩm. Thì khi mà ba mẹ đến thực tế nó sẽ là thực tế từ A đến Z luôn, từ khâu sản xuất này đến khâu thành phẩm chứa hàng ở bên dưới này, và đến trên là phòng trưng bày. Và ngoài ra thì ba mẹ có thể xem được trực tiếp là ở đây GoCat sẽ đóng gói như thế nào, thì ở dưới khu vực dưới sẽ khu vực đóng gói. Và đây là thực tế là những cái mẫu sản phẩm ở bên GoCat có cho ba mẹ nhé. Đó, ba mẹ có thể nhìn được thực tế này. Và đấy là hôm nay GoCat giới thiệu cho ba mẹ một cái quy trình và cái thực tế ở số cơ sở 36 Vạn Phúc. Thì khi mà ba mẹ đến thì nó sẽ có đầy đủ hết như cái video này các bạn nhé.